Vô đây rồi ổng có phép chữ thần cho ổng, nếu có không có chữ thần cho là ổng bị ăn thịt rồi. May ông may một cặp đó là ông Dượng mới xây nè, thằng cho ổng ở chổng đi, đừng cho bò ra. Bò ra bà cô bà sợ á, rồi bà tụng kinh á, sợ rồi dưới sợ con cháu nữa. Cái dòng là người ta chết oan chết đức á, người ta bị quậy phá, người ta đem vô chùa, người ta gọi cho gìn giữ chùa luôn, Nhưng mà tu luôn. con sợ. Cô đang hàng bữa cô cũng giái nói chuyện à, cô giái nói chuyện với nó luôn, bình thường Là nó cho cô duyên giái âm nói luôn hả chuyện con? luôn. Ổng đau ổng chết luôn á. Ông Dượng đó nghe, không phải là bà sống không cho phép đâu, không cho người ta đục. Rồi bắt đầu là bà ổng bị đau chết luôn á, tôi la quá trời đó. Cô á, ở đây là chư vị nè, chư vị sơn thần, chư vị sơn thần tất nhiên là ổng xuống núi là ổng lại đây trước. Mấy ông chư vị á muốn xuống núi á, cái là từ xưa giờ có hình tượng hay sao cô? Ừ, ổng kìa. Mà hồi xưa là có chỉ cái cục đá này thôi. Bà cô đặt là mũi hải. Bà cô đặt mũi hải á. Mũi hải hả? Ừ. Mà đá lớn luôn hả cô? Tại lớn. sao mình biết là cái đá này lớn không? Lớn. Hay bình nó còn nguyên. Bể. Bể bỏ hả chị? Bể bỏ rồi. Lớn như nè, thấy không? Cậu quay đi rồi bơm bỏ đó. Nè. À, cái này là bơm bỏ nè. U bích thục bơm bỏ đó. Nè, B52 đó. Nè, cái lỗ tròn quay đó. Nè, B52 bỏ. U bích thục B52 bỏ. Xong thấy. Mộ đó mộ ông cố á. Ông cố nói á, ông cố nói là ông cố ở trong hang này là cái hang cố giữ đời ngày sau cho con cháu, cho nên ông cố không chịu nằm đâu, phải nằm kế cái hang này là ông giữ đó, nếu mà ai cái hang này là cũng như chiếm đoạt của ổng đó là không được, bởi ổng nằm đây là phải của ổng, là lời nói là sự thật luôn. Nè con thấy đi nè, bơm bỏ nè, B52 nè đó, thục đó. Có cái đèn nào mình nhìn lên được không con? Có lên mà đâu có cho lên được, con lên con thôi. Nhìn được. Được, quên lại đó mình nhìn. Nè, nhìn lại chỗ mà không có á. Mà không có. Nhìn lại mà không có hả? Ừ nè. Con quay đi đó. Bơm bỏ ô bích thục. Nè con thấy không, làm hồi xưa nè thấy không, ông bà cô làm nè thấy không, xi măng này ông bà cô làm hết nè. Tại vì sợ nước vô chùa. Sợ nước vô trong hang á. Sợ nước vô trong hang. Nước vô trong hang. Ở đây người ta xây người ta sợ người ăn trộm vô chùa đó. Chứ ở ngoài đó kia lận. Chùa ra ngoài kia. Ông cố này nè, hồi xưa ở đây là tảng đá nè, con thấy không? Ổng nằm trên tảng đá bự này nè, chứ không có đào đất chôn ổng đâu nghe. Để ổng lên là xây xi măng luôn đó. Để ổng lên là xây xi măng luôn đó, con thấy vậy tảng đá bự không? Ông cố. Cô lên hoài hả? À? Cô lên hoài đâu có gì đâu. Để coi cái cảnh này. Bỏ dép xuống, bỏ dép xuống. Có. Bỏ dép xuống con. Ừ, lên thì được. Để dép. Cho ông làm thôi cho ông đẹp. Không. Ở dưới đó có cái bánh lái. Bánh lái. Ờ bánh lái người ta đục đó. Người ta đục đá đó rồi người ta lấy bánh lái rồi người ta học máu, người ta bệnh về chết luôn rồi ta bỏ cái đục đá lên trên đó luốn đó, bỏ cái búa đều đục luôn đó. Là ông cố bắt luôn rồi. Ừ. Ổng cho đục đâu của ổng mà đã ổng ngủ đây ổng giữ rồi. Ngủ đây không giữ á. Hồi xưa mà ông cố lên đây tu ông cố cũng làm vị cao ha. Vậy chứ ông nhờ chư thần giúp đỡ không thôi. Không. Bây giờ mình cao vòng, lắm. Mình đi vòng bên kia coi. Vòng bên kia thôi. Mình vòng bên kia, mình quay bên kia cái cho. Ừ. Bà cô đó. Rồi bây giờ sao được. Bên đây mình mà nhìn xuống cái... nhiều đời nhiều kiếp rồi được ra ngoài cửa đó, đó mới đi qua bển được, đi đường này nè hả, đi
nói với con á, ai ngang không được đâu nghe. Bất cứ ai là ngang không được đâu đó. Vô đây phải mọp á. Chữ là chữ gì cô? Dạ. Dòng chữ là dòng chữ nào? Chữ ở đây hồi đó là Bủ Sơn Thạch Tự, Bủ Sơn Thạch Ngọc gì đó. Rồi bây giờ không biết ta để chữ gì, mình không biết chữ Tàu không mà. Cô đâu biết. Hồi đó cô đặt, ông bà đặt á. Con thấy không? Nếu mà của bá gia đâu có ai làm được gì đâu đó không? Của ông bà làm hồi xưa không? Mấy dấu tích này của ông bà tôi làm không nè. Đặng đừng để cho nước mưa nó chảy chảy vô hang. Bên đây cũng thờ một ông hổ nữa nha. Ông hổ. Ông hổ đó ông giữ cái hang này nè. Ông hổ giữ cái hang mẹ cô kể nãy, ông thầy đó là ông hổ hậu chúa đó. Là chúa tể đó. Cũng như là ông muốn thành người luôn rồi đó. Đi vậy nè. Đi hai chân sau. Đi lục cục mà râu cũng dài nè. Mà mẹ cô kêu bằng ông thầy đó, ông thầy là tức chuyên ổng bá chủ ở đây đó. Ông bá chủ ở đây. Coi như là ở đây là trước chiến tranh là ông bà cô là tạo cái hang này là trước chiến tranh. Rồi sau này chiến tranh vô ông bà cô nuôi luôn, nuôi bộ đội luôn. Trước cách mạng luôn. Rồi vô đây cùng nắm tay nhau rồi để đánh giặc đó. Thì bây giờ cô cũng muốn di tích lịch sử lắm mà bây giờ nhà nước ta công nhận quyền của nhà nước còn còn do cô. Do cho trên sắp đặt đi. Là tự cô biết á, ông bà kể lại thôi ha, ông bà xưa kể lại á, cô á là con cháu trong dòng họ Mai ở nơi đây, phủ thờ chăm họ, phủ thờ gia tộc ha, là cái hang này hồi xưa á, là cục, bằng cục đá đó, vô đó, vô cửa, vô đó là cục đá đó, cửa không phải cửa sắt gì đâu, cửa cục đá muốn vô thì lấy cục đá ra mới vô được, rồi khi nào ra đóng cửa lại, gì đó. Mà cục đá nó nhẹ hay nặng? Cục đá nặng lắm. hai ba người đẩy ra lăn ra rồi mình mới vô. Chứ đâu phải cái hang này ai muốn vô là được, nhiều khi mà người nào nó vô cũng không được nữa, chỉ ông bà cô đó. Rồi bắt đầu ông cố nè, ông hộ pháp, chư thiên hộ pháp, bước vô cổng là có chư thiên hộ pháp á, vô cửa đó phải có chư thiên hộ pháp. Nhưng mà ông chư thiên hộ pháp này nói cho mình nói đúng, có hai bên dây giác là ổng đứng hai bên cửa đó, là ổng là chư thiên hộ pháp đó, là ổng đứng ổng hộ cho mình nói đúng ổng mới hộ nghe, nói sai là ổng có hộ à. Thế nào nay bên đây cô, còn bên đây thờ cơ, bên đây á thờ là củ quyền 136 họ cha, 133 tiếng họ mẹ, thờ để tưởng nhớ đó, đặng cho bà con ta lợi ta cúng. Còn gia tộc thì ông bà thờ đó, để cho cái này cộng thêm mấy người củ quyền chăm họ, đặng cho người ta vô đây người ta cúng. Rồi bắt đầu người ta lợi, người ta giái là người ta mạnh giỏi luôn. Tôi muốn chuyện gì làm ăn gì đó là được, sự như ý muốn vậy đó. Rồi xây qua ở đây là thờ Phật Nam Ông. Phật Nam Ông đó, Nam Ông Phật Thích Ca đó ha. Rồi đó, ở đây là hồi đó là bàn thờ đó cũng xi măng tạm thôi. Rồi bây giờ là được bà con ta mặn ăn được đó. Ta sửa sang rồi lợi cho, với ông Phật Ngọc đó, cái cậu đó ở Tân Kiệt, ở Cần Thơ á. Cậu mặn ăn được, cái cổ vô kêu cô giái cậu mặn ăn được đó. Rồi cậu mới cho ông Phật Ngọc đó. Cho ông Phật Ngọc. Ông Phật Ngọc đó. Rồi chuông này hồi xưa nè. Cái chuông này hồi xưa đó. Chuông này hồi cổ xưa. Hồi đó có cái quả mỏ đó. Cái này cũng hồi xưa. Này, rồi Bác Hồ. Thờ Bác Hồ đó. Bị ở đây chiến tranh dữ lắm. Thờ Bác Hồ, đặng Bác Hồ độ cho Phật tử có tiền, cho con cháu có tiền đặng mua đồ cúng. Còn đây là ông cố. Ông cố á là ông nội của cha Mai Văn Thương á. Ông nội của cha Mai Văn Thương và ông nội của Mai Văn Mến luôn. Mai thị Roy á, Mai thị Roy luôn á. Này là ông cố của ông nội của Mai thị Roy và Mai Văn Thương, Mai Văn Mến. Rồi tôi thì kêu bằng ông cố. Mai thị Út kêu bằng ông cố. Cho nên á cô thấy mình có trách nhiệm. Cô thấy mình có trách nhiệm với ông bà tổ tiên á. Cô vì chữ hiếu mà cô lên đây. Cô để thờ cúng ông bà theo phong tục của dòng họ Mai ha, để lại. Rồi 133 họ mẹ này là cũng mình nhớ tới thôi. Mình nhớ tới đặng mình cho Phật tử vô đây, đặng cùng chung cùng tay đó, góp sức góp lòng. Đó, người chút ít, đặng có tiền mua nhang đèn cúng. Mỗi lần cúng thì nhiều lắm á, chứ không phải ít đâu. Ông cố cô đó là chết nằm đây nè. Lò xo của Mỹ đó, cái giường lò xo của Mỹ hiện tại ở nhà cô á. Cô không dám đem lại, sợ người ta lấy á. Cô sợ lắm. Cái gì của ông cố cô phải giữ lại. Người ta đem đi bỏ rồi, đợt trước người ta đem đi bỏ đó. Gãy tùm lum á, cô đem nối lại, làm lại, sửa lại. Giường cố nằm đây. Là ông cố đó, ổng nằm đây là ổng chết là
không đau ốm bệnh hoạn nghe, nằm ngủ ly luôn. Biết trước ngày như cơ con. Biết trước ngày ông chết ông mới lên nằm rồi đi luôn chứ không có đau ốm, không có hành hạ con cháu. Nhưng mà ông có nghe nói ông có hồi xưa có giúp được ba tánh không chữa bệnh rồi. Giúp ông có phép của chư thần cho. Vô đây rồi ông có phép chư thần cho, nếu có không có chư thần cho là ông bị ăn thịt rồi. Ông bà dòng họ bị ăn thịt hết rồi, hồi đó gừng gú mình sống như trong người gừng luôn rồi. Đó, rồi bây giờ tu rồi, ông cố tu rồi, ông cố qua đời mới tới bà ông bác bà cô gì đủ trong dòng họ Mai á. Ừ, cha mẹ của cô giờ còn mẹ đó. Bây giờ cái chuông này nè con quay đi, cái chuông này của ông bà cô hồi xưa đó. Chỉ còn cái chuông này đó. Cái chuông trước bị đổi rồi, còn cái chuông này đó. Cái chuông trước thì bị đổi rồi, còn chỉ cái chuông này đó. Chìa phá này của ông Dượng cô phá đó. Chìa phá đó là của ông Dượng cô phá đó. Không ai dám đụng đâu. Giờ cái chuông trước thì bị đổi rồi, chuông này là chuông nguyên đó, hồi xưa đó. Là của ông Dượng lại với bà cô đó, phá lại giữ gì đó. Cúng. Cái này là ông May. Ông May một cặp đó là ông Dượng mới xây nè. Ăn cho ông ở chổng đi. Đừng cho bò ra bà cô bá sợ á, rồi bá tụng kinh á. Bá sợ rồi dưới sợ con cháu nữa. Làm không đúng sợ ổng nuốt á. Rồi cho nên á là clip lại cho bá già bá tánh thì vô cúng nữa. Rồi đây là tổ thầy. Ở đây là tổ thầy đó, tổ thầy của ông bà mình đó. Là tự mình tưởng nhớ thôi. Chứ này là không có học bùa ngải gì hết trơn nha. Tổ thầy này là ông bà đó được cái phép chư thần cho rồi mới dựng lên là để tổ thầy thôi. Tượng trưng là tổ thầy là linh thiêng đó. Linh quá rồi ông bà mới tượng trưng là để cúng tổ thầy thôi. Chứ còn không có học bùa ngải của ai hết. Đó. Tôi thấy có trách nhiệm mình phải dựng lại để cho cứu bá gia và chăm họ nữa. Đó. Vậy là cái trách nhiệm của cô phải trách nhiệm của cô phải gìn giữ. Trách nhiệm của cô phải gìn giữ. Gốc chim còn phải có tổ có tâm, lạc tâm đâu có được. Chim phải đây có trong hang. Còn ông Lục này nè, ông Lục này hồi đó cốt cây cốt cây hồi đó là cô ở với bà Baroi ở trên Chi Tôn á. Là cô tôi thờ tại gia á. Cô tôi thờ tại gia ở Chi Tôn á, mướn đất một năm vậy bao nhiêu dạ lúa đó để đi đóng tiền á, là đóng tiền cho mình ở đó tu tại gia đó. Rồi sau này mua được đất ở dưới đây á là mấy đem tôi về là đem ông Lục này về luôn. Ông Lục bằng cây ổng linh lắm, ổng đi cộp trên lầu á, rồi ổng mới trị bệnh nữa, rồi cô tôi về trị bệnh nữa, rồi giái ổng cũng linh lắm, bóp bụng á, ai mà phá chùa này không được đâu, bóp bụng á, đau bụng á, còn ai leo lên bẻ vú sữa bẻ xài đó ha, té xuống nhào đầu luôn đó, rồi sưng bụng sưng gì hết trơn, giái ổng mới hết, còn không giái không hết, bà cô mới kêu phải giái ổng mới hết. Thì là ông Lục giữ chùa này không? Ông Lục cũng giữ đây mà. Bên đây thờ đủ hết, bên đây là mấy cái dông là người ta chết quan chết đất á. Người ta bị quậy phá, người ta đem vô chùa, người ta gỡ cho gìn giữ chùa luôn. Nhưng mà luôn. Thì cô không sợ. Cô đang hàng bữa cô cũng giái nói chuyện cô giái nói chuyện với nó luôn bình thường. Cô giái nói chuyện luôn. Ừ, nếu mà mấy em tu phải cái này mặn mình là người đứng ra để giữ lính, mình để lính. Cái này cô nói cho nó làm lính đó, bởi cô mới sắp cho thứ tự nè. Có chức có quyền hết trơn á. Cô đã sắp như thì phải có thứ tự. Thì cái gì là ở đây phải có chùa. Khi nào người ta vô cúng phải giữ an ninh trật tự nữa. Nó mấy con vô chùa mấy con phải biết giữ an ninh trật tự cho nhà chùa để yên ổn. Mấy con ở đây ăn uống mà người ta cúng đầy đủ thấy không? Ta vô người ta cúng đó rồi mấy con giữ chùa. Đừng cho ai quậy phá đó. Cô nói chuyện với nó mỗi ngày. Cô nói nếu mấy con ở đây thì mấy con phải lo tu, ai làm đúng thì con cho đúng, ai làm sai cho sai, chứ con không có nhậu nhạt say sưa. Mấy con ở đây phải giữ, bởi vì cô để nè, có hàng có lối đàng hoàng. Thứ tự đàng hoàng như học sinh vậy đó. Ra trường thằng nào làm công an, thằng nào làm bảo vệ, thằng nào đi học mà bộ đội là bộ đội, chứ đâu phải mà ngang tàng được. Đúng không? Đây như thấy là có năm mạng ngũ hành nữa nè cô. Mạng ba hành đây là cho ông bà linh thiêng ở đây. Rồi
Quan Âm. Quan Âm Nam Hải, rồi mẹ duy trì cái mẫu, rồi mẹ mời bên đây cô không có nè, ông Lục có nè, thờ đầy đủ. Còn bên đây là thờ gì? Bên đây thờ dông luôn. Dông á. Dông lớn hơn mấy người này. Dông này dông hồi xưa đó, đá này đá hồi xưa nè, xi măng hồi xưa nè. Bàn thờ hồi xưa hết. Nó tất cả bàn thờ ở trên đây hồi xưa là cục đá bằng bằng đó đó. Ông cố làm bàn thờ đó. Cái cửa này xưa mình đi được không cô? Cửa này đi được, đi thông lên trên núi luôn đó. Lên trên cái dồ ông hổ luôn đó. Mà ông bác á với bà cô lắp lại, đừng cho con này con kia bò vô. Lắp lại vậy đó, chứ mình đi thăm luôn. Cái hang này là thăm luôn nè. Mở đường lên núi luôn. Đi bên đây nè, chỗ qua bên bển luôn, đội tức dục luôn. Đi bị ông bà làm lợi đó. Chứ đâu có ai hồi xưa vô đây đâu. Chiến tranh rồi. Chiến tranh nữa. Ông bà đã ở trong đây. Chỗ này là đất đá không ha? Đất đá không à, bươi cát nói chung ra. Ông cố với bà dòng họ Mai á, bươi cát đất rồi để tu mà. Đó, chém xi măng lại dưới đá đó, con thấy không? Sắt hồi xưa đó. Dạ. Này đừng cho ông đi ra nè. Dạ. Tám lại đó. Dạ, ông cố lắp lại hết luôn. Ừ, ông cố, ông bác, rồi bà cô lắp lại hết. Dạ. Đó, giỡn ốc thiệt á. Nãy ông mèo chung vô đó thấy không? Ồ, chung vô đây mắc tiêu mua nè. Chung vô đó mắc tiêu rồi đó. Thấy không? Nãy gọi ông đi ra. Hồi xưa là hồi xưa là ông biến thành ông cọp biến thành ông mèo mà. Đi ra. Sâu lắm. Sâu lên tới trên rồi mà. Ồ vậy là mày không có trong đây nè. Thấy chẳng không? Đó, thấy chẳng mà nhưng mà mình không thấy tới chẳng đâu. Mình thấy bằng cái tâm thôi chứ mình đâu có biết. Mình thấy được mấy trong đây. Rồi trong đây nữa nè, trong đó đó con vô chỗ đó con quay chỗ đó đó. Ừ, chỗ đó bên hông đó đó. Chắc nó sợ ông bò ở ngoài bữa hôm ông được có 3 kg nữa đó. Ông may 3 kg á, ở dưới đây nè, ở ngoài hang này nè. Nhưng mà tao đập chi bị ta sợ á, ta đập rồi ta ăn luôn rồi. Ông nhậu luôn. Còn con mấy ổng á, còn mấy ông già thì tu mất chết lâu đời đó. Thấy không, thấy chỗ chưa? Nhưng mà thiên nhiên nè con biết không đó. Đây nè, đó trong đây nè, quay trong đó đó là tới đó đó, ở đây là tới đó là cùng đó ha. Nó cái này là bươi cát, mình còn bươi được nữa nè, ngày sau ổng lớn lên mình bươi nữa. Đá ngộ hay đá đá lớn nha bạn, đá này đá bàn mà, nó bàn lớn mà. Chưa chiến tranh là ông bà cô ở trong đây khai phá mà, gai góc mồ hôi xương máu mà. Chứ đâu phải mà đơn đâu. Nếu mình tu không đàng hoàng là cọp hùm beo ăn hết. Cô về đây vậy là có ai độ cô không cô? Có chứ. Cô giái á, nguyện giái. Làm chân điển cho mình. Điển cho cô hết trơn. Dạ. Tất cả cô sống sự thật là điển cho cô hết trơn. Rồi điển là cô nằm bao thấy, nằm bao. Nếu kiến gì là chỉ cô hết. Nằm mà không nói đâu. Mấy con quay cô mới nói thôi. Mà cô á, ở đây là cô đỡ cô mà tổ thầy đó, cô nguyện giái á. Rồi cô cũng ước nguyện cô cũng kiếm thuốc nam giống bà cô đó, đặng giúp dân giúp đời thuốc nam để trị bệnh đó, bệnh ung thư đại tràng đó. Cái cô đó ở Cần Thơ Sóc Trăng gì đó lên á, ung thư đại tràng á, cô cho uống thuốc hết á. Cô nghĩ đi bệnh viện với bà cô đó cỡ 70-80 á, bà bị đi không nổi đó, cô cho thuốc uống á hết á. Nếu mà ai không hết lại đây cô cam đoan luôn, cô làm giấy tờ cam đoan luôn. Làm giấy tờ cam đoan cho hết bệnh luôn. Ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng, ỉa ra máu đó, bác sĩ nói là mổ đưa ra ngoài đó mà cô đó không có mổ. Tôi có số điện thoại cô đó luôn. Bây giờ mai mốt thì là có thể là con có thể cho địa chỉ bà con ta muốn tìm ở đây. Đúng rồi, ta tìm ở đây nhưng mà cô á chính quyền phải cho cô đi học cái bằng. Cô học cái ý là con là muốn cho bà con đến đây, tôi nghĩ là người ta giếng á, người ta giếng à, người ta giếng à. Mà đây sắp tới cô cũng phải kiếm cái bằng, có cái bằng chứ, cô phải đi học. Tại ông bà cho cô cái nhiệm màu đó, cái nhiệm màu đơn giản, nhiệm màu đơn giản trong cái đầu óc cô suy nghĩ ra thôi, chứ cô không có học của ai hết. Chư thần cho cô mà, cô nằm mơ thấy á.
cô nằm mơ thấy là cho cô là một cái bao thơ, nhưng mà cái đó là có đậu đậu xăng, kêu bằng hột đậu xăng á, cho cô cứu người đó, là cho cô một cái bao thơ đó. Đậu xăng. Đậu xăng á, nói cô là đậu xăng á. Đậu xăng cho cô một cái bao thơ là đậu xăng này mở ra cô tưởng đâu tiền. Dạ. Nói chứ mía mình cũng tham nữa. Mở ra coi có tiền không? Ai ngờ đâu mở ra thì đậu xăng không. Nói đậu xăng này làm gì con làm gì, nói làm bệnh ta. Đó. Đậu xăng là chắc đậu hồi xưa quá. Đậu xăng, kêu bằng đậu xăng.